nắp dù mình đã có trên tay chiếc iPhone 7 Plus của một bác khách ở Hải Dương gửi về cho mình nhá. Thì cái máy này là mình đã ẩn iCloud ok trên độ iOS 15.4 nhá. Thì iOS 15.4 thì hiện nay nó sẽ chưa thể Nói chung iOS 15 nói chung đi, chưa cần phải đến cao như 15.4 là hiện nay nói chung là nó sẽ chưa jailbreak được nhá. Nên là khi mà, mà khi mà các bạn mà muốn có máy iCloud ở trong máy mà quên mật khẩu ấy mà muốn ẩn ấy thì sẽ rất là khó. Trước đây là rất là khó nhưng mà bây giờ là có cái tool mới thì mình cũng đã làm video về cái tool này rồi đấy, nó gọi là tool L product nhá. Đấy, pro bút này, cái tool này sẽ hỗ trợ làm bypass iOS 15, hỗ trợ cho các máy OS 15 đang khóa mật khẩu này, đang vô hiệu hóa hoặc đang dùng bình thường. Thế nhá thì cái bác này là bác cái tận ở Hải Dương này. Đây bác cái Hải Dương trước đây bác cũng gửi một cho về bên mình gửi một cái iPad về bên mình làm rồi. Thì lần này bác ấy có cái con cái con máy này. Đây, thì đầu tiên là máy bác ấy trong tình trạng như này nhá. Là có cái iCloud bên trong mà quên và khi vào phần iCloud nó cứ báo là không thể xác minh nhé, không hoạt động nhá. Đấy. Thì sau khi mình ở iCloud ấy thì là sẽ nhập iCloud mới vô tư nhá, mọi tính năng ok này. Mình đã nhập iCloud của mình vào mình thử cho các anh xem này. Đấy. Đó, nhập iCloud và thoát iCloud vô tư nhá. Những cái máy những cái máy này ấy, là làm là giá cao. Đấy, như cái con 7 Bluetooth này là giá 800. Đây thì giá mình cũng đã công khai trên web rồi nhá. Các bác vào cái phần trên web của mình có bài viết là bypass với iOS 15 ấy. Đây thì mình đã công khai giá là của 7 Bluetooth. Đây bảng giá đây thì có 7 Bluetooth và 7G Bluetooth là 800 thì sau khi ẩn xong ấy thì là máy rất là ngon nhá đăng nhập đăng xuất ai cả là ok này dùng như một máy bình thường tất cả chức năng ok hết nhá đấy thì và kể cả, cả những cái máy này có lỡ mà chẳng may mà có chạy lại phần mềm hay có đặt lại mà bị bị hello thì bên mình vẫn cứu được bởi vì cái tool này ấy, nó sẽ hỗ trợ lưu cái file backup cho chúng ta nhé sau này máy có vấn đề gì chúng ta chỉ việc làm lại là xong rồi thì bên mình là đoàn up zoom nhá. Các bạn mà search search là đoàn up zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Đấy thì bên mình chuyên sửa chữa phần mềm các dòng điện thoại Android, iPhone, phá mật khẩu, phá tài khoản Google, tài khoản Mi Cloud chạy tiếng Việt vân vân. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.